Tất cả các bạn, lại là Bình đây. Hôm nay Bình đang đứng ở sát mép biển Đông của Việt Nam. Các bạn thấy là các bạn nhìn thấy đây là mép biển Đông của Việt Nam. Đây là cái khung cảnh quê hương của Bình. Hiện đang ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Và đây là cái tuyến đường cao tốc mở rộng 24 m nối liền từ Bắc và Đông Nam. Hiện đã chạy từ thành phố Quy Nhơn đến hết huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta thấy là nhờ sự đổi mới của chính quyền thì chúng ta có những con đường mới được tuyệt vời hơn, có những cái ngôi nhà khang trang hơn, sự thông thương mua bán kinh doanh được thoải mái hơn. Và kia xa xa là cái đồn biên phòng của nhà nước. Trên đỉnh này là độ cao 333 m, nó nằm trong cái dãy núi Bà của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định các bạn. Dãy núi Bà của huyện Phù Cát. Và tiếp nữa đó là cái dãy núi Bà này, bên kia dãy núi Bà đó sẽ là thành phố Quy Nhơn. Ở múc mùa đây là thành phố Quy Nhơn các bạn. Chúng ta thấy nhờ cái sự thông thoáng đường xá mà chúng ta thấy là từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra đến Bình Định và đến Quảng Ngãi, đến Hà Nội rất là tuyệt vời nhờ những cái sự thông thoáng của đường xá không các bạn. Tôi Nguyễn Văn Bình, tôi biết ơn bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.